chia sẻ cái một người con nông thôn xa xứ. Đấy. Thì hôm nay Hải Yến cũng có muốn chia sẻ mấy cái vấn đề các anh chị ạ. Hôm nay Hải Yến cũng nói chung là Hải Yến thì không phải làm về nhà báo, hay Hải Yến cũng không phải nói chung không phải là trình độ cao hay cái gì cả. Hải Yến là người nông thôn. Đấy. Hải Yến lao động ở quê thì là làm ruộng. Nếu mà thời mà Hải Yến ở Việt Nam ấy thì là Hải Yến làm ruộng, rồi sau đó được buôn bán. Rồi bây giờ Hải Yến sang cái đất nước Hà Lan này thì Hải Yến cũng làm một cái nghề kinh doanh nho nhỏ cho bản thân Hải Yến. Thì trong đó tất cả những các anh chị thì bây giờ đấy, tất cả trên thế giới chế độ nào bây giờ Hải Yến cũng không nói, chế độ ngày xưa hay chế độ bây giờ cũng không có quan trọng đấy, nhưng có một số rất là một số anh chị đang muốn là đa đảng để Việt Nam có nhiều đảng. Thì hôm nay Hải Yến sẽ chia sẻ, vì Hải Yến cũng đang sống ở cái đất nước tự do dân chủ đây, tất nhiên chưa lâu nhưng cũng đủ thấm thía để hiểu đấy. Cũng đủ thấm thía để hiểu là nhiều đảng nó như thế nào đấy. Vì Hải Yến đang sống ở đây này, nhiều đảng thì nó như này, nó rất là phức tạp cho cái Việt Nam của ta bây giờ đấy. Vì tại sao nó phức tạp đấy? Vì chúng ta một đảng bây giờ đấy này đấy, thì còn để mà điều chỉnh được một cái đất nước hoàn hảo nhá. Nếu như chúng ta chào chị, chào em, chào chào em, dạ chào chị Phương Ngọc nhé, Ngọc Phương đấy. Nếu như bây giờ chúng ta, đất nước của chúng ta, chào Hùng Ngô, nếu như bây giờ chào Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, chào anh Bằng. Nếu như đất nước của chúng ta bây giờ mà nhiều đảng nhé, thì có rất nhiều vấn đề đấy, nhiều cực luôn. Bây giờ các anh chị, chào Quốc Toàn, bây giờ các anh chị ở bên nước ngoài đây này, là cứ đòi là Việt Nam phải đa đảng, phải nhiều đảng. Nhiều đảng để làm gì mới là quan trọng? Và các anh các chị ở bên nước ngoài đã hiểu nhiều đảng nó như thế nào chưa? Chào anh Phú Nguyễn. Đấy. Nhiều đảng bây giờ ở Việt Nam rất là phức tạp. Nếu bây giờ chúng ta chỉ cần ra một cái đảng tự gọi là đảng mà tự do đi nhá. Bây giờ chúng ta là đang là đảng cộng sản, bây giờ cho một thêm một cái đảng tự do nữa đi, là rất là phức tạp. Vì làm sao, nếu như khi mà để mà họp quốc hội hay là gần đến nhiệm kỳ thì 5 năm mỗi một lần, là thay đổi một lần đó, nếu mà thay đổi một lần nhiệm kỳ là hai cái đảng phái đó nó đấu đá nhau đấy, nó đấu đá kinh đó đấy. Ví dụ ở bên đây, ở bên Hà Nam này phải có 10 đảng các anh chị ạ. Đấy. Ở bên Hà Lan này có nhiều đảng lắm, 10 đảng, nhưng cái đảng ở bên đây nó lại khác, vì là ở bên đây là có hoàng đế. Đấy. Ở bên đây là có hoàng đế, hoàng thượng đấy, gọi là cô Ninh đấy. Nếu mà đàn bà thì gọi là cô Ninh Ngần, đàn ông thì gọi là cô Ninh đấy, là gọi là hoàng đế, hoàng thượng đấy, thì nó khác đấy. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta bây giờ nhá, Hải Yến nói Việt Nam nếu ra thêm một đảng nữa là có nhiều vấn đề lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Khi mà đến nhiệm kỳ 5 năm hết hạn nhá, để mà bầu một cái người tổng thống nên làm lãnh đạo đất nước đấy, 30, cứ gọi 30%, 30% đảng dân chủ 30, đảng cộng sản 30 đi, là khi trong hai cái đó nó tương xứng như nhau nhá, là nó đả đảng rồi, nó đủ mọi thứ rồi, nó tranh chấp nhau rồi, là vân vân và vân vân, để giữ cho người dân không thể có thể thăng bằng được đấy. Vì thứ nhất, tại sao chúng ta có một số người ở Việt Nam chưa hiểu là nhiều đảng nó như thế nào đấy. Chúng ta chỉ hiểu bây giờ là một đảng thôi đấy, chúng ta chưa hiểu được nhiều. Có những người đi nước ngoài người ta đã từng hiểu là nhiều đảng nó như nào rồi, nhưng ở Việt Nam của chúng ta không phải là trăm một trăm người đi nước ngoài được. Có những anh chị tầm lứa tuổi như Hải Yến cũng thể, cũng có thể là hoặc là ở quê như Hải Yến nhá, có rất nhiều 63 tỉnh thành, thì các anh chị phải biết là chỉ có thành Hà Nội và Sài Gòn và những cái tỉnh là được gọi là tỉnh, là gọi là thành phố thôi. Còn những cái nông thôn các thứ là giống như Hải Yến, là người ta chưa hiểu cái đa đảng là như thế nào đâu các anh chị nhé. Đấy, những cái ở những cái vùng nông thôn ấy, người ta chưa hiểu rõ cái đa đảng là như thế nào. Khi người ta chưa hiểu rõ cái đa đảng như vậy
thì rõ ràng là đất nước của chúng ta đa đảng nó có vấn đề, đấy, đa đảng nó có vấn đề, đấy, cho nên là chúng ta không thể làm được những cái điều như các anh chị phản động bây giờ là muốn lật đổ để làm những cái trò như vậy, đấy, để làm đa đảng như vậy, thì bây giờ Việt Nam của chúng ta chưa có thể làm được, đấy. Chào anh Chu Phan, đấy, Việt Nam chưa có thể làm được như vậy. Thứ nhất là trình độ văn hóa, thứ hai nữa là sự hiểu biết, thứ ba nữa là chúng ta không được cái tôi nhiều quá. Đấy. Nếu như chúng ta làm một cho một cái đất nước để vững chắc, chúng ta phải là giữ không có cái tôi ở trong người. Bây giờ ai cũng muốn đòi lên chức lên quyền, ai cũng muốn là như này như khác, chúng ta giữ một cái tôi nó quá nhiều, cho nên làm sao chúng ta có thể là làm nhiều nhiều đảng phái được? Chúng ta không thể nhiều đảng phái được. Chỉ một đảng cộng sản theo như Hải Yến, chỉ một đảng cộng sản như bây giờ để nắm vững đấy, cho đất nước từ năm 1930 đến bây giờ thì các bạn thấy là nó như thế nào đấy. Để Hải Yến đọc một ít comment để Hải Yến sẽ nói. Thật đúng rồi, anh Quốc Toàn, Quốc Toàn, em Quốc Toàn, đả đảng là cầm dép ném vào nhau đấy. Đấy, đả đảng bây giờ rất là phức tạp, không phải là đơn giản như mọi người, như những cái người mà ở bên tư bản hoặc là ở những cái đất nước mà tự do dân chủ người ta đã làm những cái chuyện đó đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta, Hải Yến không phải làm một cái gì đâu nha các anh chị nhá, Hải Yến chỉ là người nông dân thôi, Hải Yến chia sẻ những cái cách của những cái người nông dân như Hải Yến để hiểu biết thôi. Đấy, để cho các anh chị cũng ở vùng nông thôn rồi là có những anh chị ở thành phố cũng thế thôi, có những anh chị ở thành phố chưa bao giờ đi nước ngoài, bao giờ chưa hiểu được cái đả đảng, rồi tự nhiên Việt Nam đập lên thêm cái đả đảng nữa thì người ta tự nhiên là người ta thấy nó buồn cười và người ta thấy sốc. Đấy, ở trong đó người ta chưa hiểu được, đến lúc bầu cử người ta không biết nối nào để người ta bầu quốc hội. Đấy, cho nên là cái đả đảng của Việt Nam bây giờ chưa thể được nhá các anh chị nhá. Đấy, tại sao Hải Yến nói đả đảng bây giờ chúng ta phải có rất hầu như là Việt Nam mình phải 100% mọi người phải có học thức. Đấy, tối thiểu trung học trở lên. Đấy, chứ như Hải Yến thì Hải Yến cũng chỉ học nâng chừng thôi. Đấy, chưa đến mức mà trung học. Đấy, cho nên là Hải Yến sống ở bên cái đất nước tự do dân chủ rồi thì Hải Yến hiểu, Hải Yến chia sẻ thôi. Đấy, đất nước tự do dân chủ khi mà đến lúc bầu cử nha các anh chị nhá, nó tranh đấu, nó đủ mọi thứ, nó đấm đá nhau, rồi là đảng nọ nó đe đảng kia, nó đòi giết, rồi nó đòi bắn, rồi nó đòi vân vân và vân vân. Đấy, chính vì như thế là làm cho người dân nó hoang mang lắm các anh chị ạ. Đấy, chính những cái đảng phái ở trong mình làm một trong lãnh đạo đất nước. Đấy, nhiều đảng quá, người ta đấu đá nhau, người ta tranh lên chức lên quyền nhau, chưa biết ai giỏi. Đấy, trong cái đảng đấy người dân chưa nhìn thấy là ai giỏi á, người dân chưa có nhìn thấy nhá, mà chỉ nhìn thấy là đả đảng với nhau thôi, là đấu đá ở nhau ở trong cái đảng đó, rồi là ra ngoài rồi đợi bắn nhau, rồi là đánh nhau, rồi đủ mọi thứ vân vân và vân vân. Đấy, đe rồi là đe dọa nhau. Thì chính ở Việt Nam chúng ta, ở bên đất nước tự do dân chủ còn như thế nữa, nó khuống chi là cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Đất nước của Việt Nam của chúng ta, thứ nhất là nó rất còn non trẻ. Đấy, Hải Yến dùng một cái từ là nó còn non trẻ lắm nhá các anh chị nhá. Đấy, đất nước Việt Nam của chúng ta quá còn non trẻ, chưa thể đả đảng được. Đấy, mà chúng ta vẫn cứ phải giữ một cái đảng cộng sản bây giờ vững chắc tiến lên. Đấy, ai làm sai chế độ nhà nước thì phải phạt theo đúng luật của chế độ nhà nước, như bác Nguyễn Phú Trọng thường nói. Bác Nguyễn Phú Trọng đưa ra một những cái, nếu như Hải Yến xem những cái quốc hội bây giờ, bác Nguyễn Phú Trọng nói rất là đúng. Nhưng có một số các nơi, có một số các anh chị làm ở trong ngành nghề lãnh đạo nhá, ví dụ ở huyện, ở tỉnh, ở xã, đấy, là chúng ta phải làm đúng theo luật của nhà nước đưa ra. Đấy, chứ chúng ta không thể làm sai nhà nước đưa ra. Có một số huyện, tỉnh nhá, có một số thôi đấy. Đấy, chúng ta nói là chúng ta muốn giữ một cái đất nước vững chắc thì chúng ta phải đưa ra hết những cái biện pháp để cho một cái đất nước chúng ta vững chắc và để cho con người làm lãnh đạo nhà nước
là không thể là nợ dụng cái quyền nợ ở trong đó để làm càn làm bệnh cho đất nước và nhân dân. Cái điều đó nó không đúng. Đó. Đấy. Thứ nhất, bác Nguyễn Phú Trọng đưa ra rất là đúng của Bộ Luật Hình Sự và của nhà nước. Đấy. Cái điều đó là mình phải nhìn thấy. Nhưng có một số tỉnh, huyện nhé, có một số thôi đấy, chứ Hải Yến không thể nói hết được, không thể đấy. Còn có rất, ví dụ như có 20% nhưng 80% là người ta làm rất đúng luật của nhà nước. Nhưng ví dụ như có 20% hoặc có 10% ở đó lợi dụng cái chức quyền để làm càn làm bệnh, làm tầm tùm lum tùm la. Đấy, để ảnh hưởng đến những, để rất là lợi ích cho những cái đứa ở bên nước ngoài để nó đang phản động bây giờ. Đấy. Đấy, chúng ta muốn một cái đất nước vững chắc, chúng ta muốn giữ một cái đất nước vững chắc. Chúng ta không muốn bọn phản động nó xâm nhập vào. Thì chúng ta ở huyện, có một số tỉnh, có một số xã là phải làm đúng theo luật của nhà nước. Đấy. Nhưng Hải Yến cũng đã nhìn thấy có một số xã, có một số tỉnh, có một số huyện làm không đúng theo luật của nhà nước. Để ảnh hưởng đến nhà nước và để ảnh hưởng đến nhân dân của Việt Nam và nợ thế cho những cái bọn phản động. Đấy. Rất nợ thế cho những cái bọn phản động bây giờ. Đấy. Cho nên chúng ta phải có cái sự nghiêm khắc, kể cả Hải Yến là người dân thôi, nhưng Hải Yến là người con của Việt Nam, Hải Yến sẵn sàng lên tiếng tất cả những cái gì đấy mà các anh chị đấy đã làm không đúng theo luật pháp.